À, xin chào mọi người, hôm nay ban đêm mình rảnh rỗi mình đi bắt bộ cặp đuối rồi mọi người. Đây, hôm nay bắt được hai con rồi. Đây là bộ cặp đuối mọi người. Cặp này ban đêm nó ở trong hang, ban đêm nó ra ngoài nó kiếm ăn, nó nghe tiếng động là nó chui vô hang lại, mình bắt cũng hơi khó. Mình sẽ đi tiếp bác tiếp mọi người. Quay mà mình vừa quay vô bắt nên nó cũng hơi khó khăn chút xíu mà. Con này hơi to. Thường thường nó ở trong mấy cái, nó sẽ đào hang dưới mấy cái viên đá không vậy. Tốn đâu hết trơn rồi, nó thấy luôn rồi mọi người, không còn gì đâu. Mấy con này con còn nhỏ mà mày. Đây, con này là con cụ này, nhà già cú đế rồi mày. Cái kim chích nè. À, bộ kẹp này chích nó chỉ hơi hơi nhức nhức rồi mày. Không nhức lắm nhưng mà một cái càng đó. Cái càng nó kẹp rất kia là đau luôn. Đây mọi người thấy cái càng đó. Mình hồi xưa nó một cặp nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ trồng cây cối rồi cũng cái tàn phá hết rồi, giờ nó cũng kẹp ít, nó cũng ít lại không rồi. Này có thể là mình ngâm rượu không rồi. Ngâm rượu trị đau lưng nhức mỏi mà. À, nếu mình không ngâm rượu á, mình bắt về ngày hai ngày mình được có 5 con.
Cái này chiên lên gồm cũng nó còn món đặc sản ở Sài Gòn nó vẫn có bán một cặp chiên cắn đau lắm, hay nó, cái càng nó là nó kẹp mình là nhát đau tê tái luôn. Con nhỏ đỡ, còn con lớn này, con này mà cắn thôi thì cắn chảy máu luôn rồi.